Chào các bạn, các bạn dùng SolidWorks nhiều thì chắc hẳn đã từng mở nhiều file cùng một lúc hoặc là mở những file SolidWorks nặng thì ít nhiều cũng đã gặp phải thông báo SolidWorks Resource Monitor như mình đang bị hiện tại trên máy này. Mình không giỏi tiếng Anh nên không dịch được, nhưng mà theo chị Google thì đây là cảnh báo tràn bộ nhớ RAM, như là máy của chúng ta đang bị thiếu dung lượng bộ nhớ RAM. Theo như mình tìm hiểu thì SolidWorks yêu cầu cấu hình yêu cầu RAM khá là cao. Nhưng cái bảng thông số ở đây mình có copy được ở trên mạng về thì từ SolidWorks 2016 đến 2018 thì RAM ở đây phần cứng yêu cầu là 8GB trở lên. Và hiện tại máy mình thì nó thấp hơn. Để xem bộ nhớ RAM, dung lượng RAM thì nó có thể làm như sau. Ở trên Win 10 thì chúng ta có biểu tượng Zit Computer. Ở trên Win 7 thì chúng ta có biểu tượng My Computer. Nếu như Win 7 chúng ta không có biểu tượng này, chúng ta có thể làm như sau. Trên màn hình chúng ta click phải vào giữa màn hình, sau đó chọn dòng cuối cùng Personally. Đây chúng ta sẽ chọn vào mục Trim giao diện. Và kéo xuống mục Related Setting, chúng ta sẽ chọn Desktop Icon Setting. Sau đó chúng ta tích V vào mục Computer này thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta. Ok, hiện lên. Và để xem được bộ nhớ RAM thực tế trên máy thì chúng ta có thể click phải vào Zit Computer, sau đó chọn phần cuối cùng Property. Đây, máy của mình RAM 6GB. Như vậy so với cấu hình yêu cầu thì vẫn còn thiếu. Hôm nay mình làm video này hướng dẫn các bạn hạn chế, nói chung là cũng tắt được một phần, mình cũng chỉ hạn chế được một phần nào đó cái lỗi như thông báo rồi. Thông thường thì nếu như cái lỗi này thì phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta nâng cấp RAM lên khoảng 16GB chẳng hạn. Theo như mình biết thì một số bạn phải nâng cấp lên trên 16GB thì sẽ không bị cái lỗi này nữa. Nhưng mà như vậy thì khá là tốn kém. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mà chỉnh sửa trực tiếp trên Windows để cho hạn chế được cái thông báo đó đi. Đầu tiên là chúng ta lại vào như vừa rồi. Trên màn hình chúng ta click phải vào Zit Computer, sau đó chọn Property. Và ở dòng này chúng ta sẽ chọn nên mình sẽ phóng to lên cũng dễ. Sẽ chọn vào Advanced System Setting. Và đây bắt đầu chúng ta sẽ ở phần Performance, chúng ta sẽ chọn Setting. Nếu có 3 nút Setting, chúng ta sẽ chọn nút Setting này vào Performance. Sau đó chúng ta sẽ sang thẻ Advanced. Tiếp tục chúng ta chọn Change, thay đổi. Bình thường nếu mà để mặc định thì máy sẽ nói các bạn sẽ tích V vào nút Automatically Manager như máy mình hiện tại đây. Chúng ta sẽ bỏ tích ở đây. Sau đó xuống phần Custom Sound. Ở đây cách của mình này thì là mình sẽ tăng cái bộ nhớ ảo cho RAM để hạn chế cái thông báo lỗi vừa rồi. Ở đây có hai dòng thì cái giá trị initial size này chúng ta sẽ nhập cái giá trị mà từ gấp từ 1 đến 2 lần cái dung lượng RAM vật lý ở trên máy chúng ta đang có. Ví dụ của mình ở đây là RAM 6GB thì mình sẽ nhân 2 lên. Ở đây mình sẽ nhập là 6GB thì chúng ta sẽ nhập theo dung lượng là mê. Chúng ta sẽ nhân lên
Đây mình cho nhập là lấy là 6 GB thì chúng ta sẽ nhân đôi lên là 12 GB thì chúng ta sẽ nhập 12.000. Ok, dòng dưới này là giá trị maximum thì chúng ta sẽ nhập lớn hơn 2 GB so với giá trị ở trên, tức là sẽ là 14.000. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút set rồi chọn ok. Ở đây máy sẽ báo chúng ta phải reset, chúng ta nhấn ok. Đó, ok thì ok, sau máy sẽ báo reset thì chúng ta sẽ nhấn vào reset nào. Ok, sau khi đã reset xong thì chúng ta mở phần mềm lên. Mình cũng nói thêm là trong trường hợp như này thì tốt nhất là, tức là nếu mà có kinh phí thì chúng ta nên nâng cấp máy thì vẫn hơn. Nhưng mà vì sao thì đối với một số người thì kinh phí cũng không có nhiều thì cái này cũng đỡ đi một phần. Chúng ta sẽ mở file lên thì xem như này. Máy hình khá là yếu nên mở lâu. Ok, đây là mở lên. Các bạn đã thấy đỡ hơn một chút rồi. Nó sẽ hạn chế thông báo được phần nào. Nếu là các bạn có thể nhấn vào đây để thay hệ thống, sau đó chọn hai cái dòng này. Một nữa là thêm một thủ thuật nữa là nếu mà các bạn làm cái này mà thấy nó vẫn chưa hiệu quả thì các bạn có thể làm như sau. Dưới chúng ta sẽ tích phải vào cái thanh ở trên màn hình gọi là thanh tab bar, đó chọn Tag Manager. Thì chúng ta sang cái thẻ detail chi tiết này. Ở đây thì chúng ta sẽ kích chuột phải vào một trong những cái dòng trên cùng này, cột nào cũng được. Sau đó chọn Select Column, kéo xuống chúng ta sẽ thấy một cái dòng đó là GDI Object, chúng ta tích về vào đây, chọn OK. Trường hợp mà ta không tắt, thông báo không tắt được thì chúng ta sẽ tìm ở trong này. Đây các bạn nhấn vào cái dòng GDI Object này, nó sẽ hiện lên trong này, phóng to lên. Có cái dòng đó là SLD rosemon.sn. Các bạn sẽ nhấn vào đây, chọn đúng vào đây. Sau phần này bắt buộc các bạn để chọn kích chuột trái đúng vào dòng này. Nếu mà tích nhầm thì rất có thể sẽ lỗi một số phần mềm nào đó. Lỗi ở đây thì nói chung là cũng không lỗi lắm. Khi khởi động lại thì sẽ lại thì như ban đầu thôi. Ta sẽ tích phải vào cái dòng này, chắc chắn là dòng SLD Rosemon cho mấy nhà này, nó chọn Enter thành tiếng cùng kết thúc cái lệnh của nó. Nó chọn End Process. Ok, thì đó cái thông báo ra thì ra đến là nó sẽ mất. Ok, như vậy là video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như mà thấy hay thì like, share và nhấn nút đăng ký kênh cho mình để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào các bạn.